cậu hôm qua với sang chi sửa 800 ngàn đó, cha trả tiền cho nó nha. Mấy nãy chuối trời dài buồn gì đốn dài buồn xịt lúa bướm thêm vậy, ngày qua sửa tới 800 dữ rồi. Nó bị hư cái cuộn IC cộng IC IC gì đó. Thay nhớt luôn á. Thay nhớt rồi nó thổi bình xăng gì tùm lum hết trơn. 800 ngàn, 800 mấy chục ngàn. Rồi cuộn điện, hai cuộn điện nữa chị. Cuộn điện không hư mà bị IC. Anh sáng này anh đó, ông thấy nó có lò gì không? Đó, bắt đầu tiếp tục ngủ tiếp rồi kìa. Duy này là đặt tên Duy ngủ. Đó, ông thấy không? Nè, ông chán nữa nè. Ngủ tiếp nữa kìa. Ông chán là chưa rửa. Ông chán hôm qua nay luôn á, trời ơi lạ trời. Bây giờ, tôi phân chia vậy nào quý. Hôm qua thì nó bị hư xe rồi, thì còn cái đống chán đó một chút ông cầu rửa. Rồi tôi thì chút tôi bắt cơm. Mỗi người mỗi công việc. Không Út nữa, Hồng tiếp chứ đâu mà. Thôi tôi ăn quê, tôi không có. Không có ông làm gì? Tiền sửa xe 800, ông Hồng cũng 200-300 gì tiếp chứ đâu. Đốn nhà buồn dừa. Chết già luôn rồi trời. Ông cũng đẩy cũng đẩy hả? Ngày qua hai bầy cá nhau hay gì đó, tao có cá gì đâu. Thôi bây giờ nè ông Út ơi. Sao? Bây giờ mỗi ngày là mỗi cái video khác nhau ha. Ừ. Hôm nay mình chơi tiếp tục mình cho nó nữa cho bà con xem. Ha. Nhắc này 11 giờ nó vô nó không nấu cơm rồi biết giờ nào ăn. 12 giờ gần 12 giờ. Thôi giờ bỏ vụ nó đi, giờ cho nó ước mình nữa. Ha. Ừ. Rồi thôi bây giờ chú với ông cậu đi theo con có cách nè. Thôi đi chú ơi. Ra đây con có cách nè. Đâu con nghe. À, hai ông đứng đây nhìn con nè. Mày Béo ơi à. Mày xuống đây Béo. Béo qua đây nè. Qua đây con. Đó, ông thấy ông kêu nó xuống liền không Út? Lên đây Béo. Lên đây. Đó. Sao kêu mày qua đây nè. Quay mặt qua đây. Mày quay mặt qua đây. Kêu mày làm cái gì vậy? À. Chú thấy ông kêu cái nó xuống liền thấy không chú? Ừ. Thấy không? Bữa này mập quá ha. Ừ. Mập. Lòng mướt rồi. Có cách này cho gì nó tắm xong nữa nè. Ở đó đi con, ở đó đi Mai. Lạnh nó chữ không? Thầy biết đâu thì cho chữ. Đi xuống đây Mai. Đó, chú thấy không? Cục nha. Đi, đi con, đi qua đây. Đi, chú với cậu nè, con cho chú coi cái cảnh này. Để lên. Chưa mặt nó ngủ rồi chú. Anh im để nó thức. Anh có sợ không? Cái tay anh quéo quéo. Đây, đừng có cắn cổ gì nha. Đây nè Mai. Trời ơi Mai. Anh ước mình dặn nước lên nữa. Ô mấy ông con khỉ đực á. Thôi lên. Ôi trời, đúng wow hên trời. Wow không? Cái gì? Trợn ác thiệt chứ. Cái gì? À, mày ngủ vợ mở ra giật mình, vợ mới hàm răng nó thấy ớn. Ôi trời. Cho nắm gì kéo lên, lại đây. Trời trời ơi, thôi. Tự đi lên được khác cũng được. Thôi ơi, đây kéo lên nè. Thôi chú, thôi. Kéo cái gì lên chút. Đây nè. Thôi. Kéo lên cho. Thôi. Kìa, lấy đôi dép kìa. Thôi bỏ luôn đi cũng được. Lấy đi dép đi. Trời ơi. Trời ơi, vậy thấy ớn. Lấy đôi dép đi lên chứ. Đường này nè. Trời ơi. Làm thấy ghê quá không? Lại đâu hả? Trời. À. Nghĩ kìa. Đâu rồi Duy? Buông nổi lên, đừng để em nổi ơi. Đi đâu vậy? Thôi, giờ có thấy ớn quá. Thôi giờ. Dạ, anh viết đi Phúc.
Trời ơi. Có. Kìa. Ai ông mày nhìn không? Mày nhìn. Ngồi mày chứ. Đó. 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 Thấy ghê chưa gì? Thấy ghê chưa? Kìa. Kìa. Luôn nó kiếm nó ngoài rồi nha. Đó. 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 Thấy ghê chưa? Ông Thiên đó, tao. Ông Thiên đó. Ừ. Thấy ghê chưa? Ờ ông Thiên á, mày chửi ổng á, tao hồi nào hả? Lên. Hả? Thôi thôi. Đây nắm lên nè. Rồi thôi thôi thôi. Rồi đó, dập tới nó gặp mày tao cho mày nó gì. Luôn rồi đó. Rồi lên đi. Thôi. Khè vậy ta. Ừ nó khè. Thôi khè luôn rồi đó. Xong luôn. Có rồi kìa. Ủa? Lên đi, nó lên đi, hết lên luôn đó. Chữ tôi kìa. Leo lên đi Di. Thôi ông nội ơi. Thôi, thôi giờ về lại Di ơi. Cho mày với nó tắm này Di. Thôi, xuống bò, xuống bò, xuống bò đó. Đó. Biển ông nội mày không thấy đâu. Xuống bò, xuống bò, xuống bò, xuống bò, xuống bò, xuống bò. Rồi, rồi, đắng, rồi đắng, rồi đắng. Rồi. Đó, thấy chưa? Đó. Kiếm tôi kìa. Rồi lên đi, thôi lên 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 đi, lên đằng đẳng đi. Đằng đẳng dễ lên đó. Đi đi đi. Đằng cốc vừa á. Lấy dép đẳng kìa. Đi đẳng cái nữa. Tới tới giờ đứng nha. Lên đi, lên đi. Thôi thôi thôi. Trời ơi, nó kẹt. Đó. Bà nội. Chơi nó mày. Chơi nó mày. Làm gì chơi? Gì chơi? Mày xuống chơi đâu. Mày mày chơi mày. Chơi mày. Đó. Chơi mày. Mày chết rồi đó, nó để ý. Để ý mày đó. Bà nội cha nó giùm nó kìa. Đó đó nó trời coi con. Đó đó đó. Chơi 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 con. Chơi. Mặt nó kìa trời. Chơi, lội xuống chơi. Lội xuống, chơi luôn. Chơi luôn con. Chơi, chơi luôn. Đó. Đó. Xuống đây, mày xuống đây. Chơi con. Lại, chơi lại, mày xuống. Chơi con, xuống, xuống con. Xuống, 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 chơi luôn. Xuống luôn. Tẩy tao trái dừa mày. Mày lên, tẩy lên tẩy dừa. Tẩy lên tẩy dừa con. Mày, tẩy lên. Tẩy dừa nha. Tẩy trái dừa nha. Tẩy trái dừa nha. Bây giờ mày. Ồ không biết vẻ ơi. Rồi bẻ, thôi đi xuống. Con kia rồi. Thôi thôi lên đi đấy bệnh. Lạnh cô lên cha lạnh quá cha ơi. Thôi lên đi đấy bệnh. Đổ mặt nó kìa. Vô trời. Anh đeo cái cây. Thôi lên đi đấy bệnh. Lên đi lên đi. Rồi cha cổ lại đi. Rồi rồi lên đi lên đi. Đây, ta nó lại thằng dây. Thôi lên đi đấy bệnh gì. Rồi lên cái cổ tôi mới lên cha ơi. Rồi đây đây em kéo lên nè. Nè. Thôi chừng nào lên cái xài đi. Đâu rồi? Gì? Anh em lại nữa rồi vậy? À, chết mẹ rồi. Chết cây rồi. Sao? Để tao phá lại rồi. Tao phá lại. Phá lại thôi mới lên ông nội rồi. Thôi ừ. Có cắn thiệt đó ông nội rồi. Ủa. Trời ơi, trời ơi, cái gì vậy? Cái gì vậy? Tình chứ. Cái gì vậy? Hết hồn của tưởng trời. Tại vụ gì hết hồn? Con khỉ tới nữa, ông nội đều giỡn. Con khỉ nó làm lên cây rồi. Thôi ông nội ơi. Thôi lên đi, lên đi. Rồi. Lên đi. Đó rồi. Phá lên cây rồi. Phá lên cây rồi. Trời ơi, trời. Nè, đôi dám nè. Con cắn cái chạy nọc đó ông nội, tôi thành khỉ luôn sao? Trời ơi. Ôi trời ơi. Đi dép. Rồi, đi tắm đi, lanh đi để bệnh. Trời ơi. Điều thiệt, khỉ rồi. Con khỉ rồi. Thấy rồi, thấy rồi. Kìa, bà nội đó, mặt nó kìa. Rồi đây, tới chiều cha, tao lại gần đó kìa. Ừ, nó canh gì luôn rồi đó. Ai? Tao nói gì mày? Nó canh gì luôn rồi đó. Tao nói gì mày? Ừ, ai nói gì mày, mày chửi tao. Ông Thiên ông ấy mày chứ ai, tao ấy mày hồi nào? Hả? Tao có ấy mày không? Đó. Thấy nó hùng không? Có kìa rồi. Đừng có chọc nó. Tỉ mẹ tưởng sao chọc chủ nó đó. Thôi mày. Thôi con không có gì con. Mày. Tôi tưởng sao chọc chủ nó đó. Mày. Không có gì nha không? Không có gì. Nó bình dữ lắm. Cho chiều nay tao cho mày ăn. Thôi không có gì con nha. Dì không có chọc ba nha con.
nghe không? Không. Nghe không? Mệt mà làm gì đó. Cái đầu có thao mở không? Di mà dám kêu nó không? Di nhìn nó kêu nó gì? Kêu Mai ơi. Mai. Kêu ai không? Ăn gì không Mai? Ủa? Nó ăn, nó ăn bà nội mày hay gì, nó chửi tôi kìa đó. Nó chửi tôi kìa, thấy không? Rõ ràng không? Ăn gì không? Kêu nó đi, kêu nó đi. Mai. Mai. Chỉ nó kìa, chỉ nó kìa. Cái gì? Tao chỉ mày, mày nói vậy đó hả? Trời ơi, trời kìa, nó chửi gì ông cậu. Thôi. Chú gì đâu làm gì ba đâu con, nghe không? Giỡn với chú gì chút thôi, đâu có gì đâu. À, thưa các bạn, thì ngày hôm nay ai xin và cùng với những người anh em cho anh tiếp tục cho em Di. Em Di cũng là một người bị hành hạ, tiếp tục ước mình nữa. Cùng với bé Mai cũng ước mình luôn. Thì đến đây ai xin xin chúc các bạn xem video thật nhiều sức khỏe, niềm vui, tràn đầy hạnh phúc nha. Xin sẽ hứa hẹn đưa ra những video vui hài cho các bạn xem. Cuối cùng, xin chào tạm biệt.